đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1 ở vòng trước. Cơ hội tranh chấp của Than Quảng Ninh vẫn đang rộng mở bởi đội bóng đất thủ vẫn chưa đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhiệm vụ quan trọng nhất với thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng ở vòng đấu này là đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh để duy trì áp lực lên nhóm đầu bảng xếp hạng, đồng thời tích lũy điểm số để tạo đà bứt phá. Với lợi thế sân Cẩm Phả và toàn đội đang có phong độ tốt, Than Quảng Ninh tràn đầy cơ hội vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày một đối dần trong chặng nước rút. Từ vị thế của một ứng cử viên nặng ký, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tới chức vô địch. Thầy trò huấn luyện viên Trung Hê Sông cũng chỉ có thể tự trách mình khi họ trình diễn phong độ kém cỏi và hiệu quả thi đấu rất thấp. Ở 3 trận đầu tiên của chặng nước rút, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ giành được 1 điểm và chắc chắn điều đó không thể hiện vai trò và năng lực của một ứng viên. Cơ hội tranh chấp một vị trí trong top 5 đối với Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này cũng hết sức mong manh nếu như đoàn quân huấn luyện viên Trung Hê Sông không cải thiện được hiệu quả lối chơi. Claudicer, chân sút người Brazil, đang khiến người hâm mộ đất mỏ dần lãng quên Fagan khi đã ghi 3 bàn ở 3 trận đấu gần đây. Ariel Rodriguez, huấn luyện viên Trung Hê Sông tỏ ra kiên nhẫn trong việc tìm kiếm vị trí thích hợp cho chân sút người Costa Rica dù Thành phố Hồ Chí Minh đã gần hết cơ hội tranh chấp. Hà Nội đang tăng tốc mạnh mẽ để với đích trong giai đoạn quyết định. Việc giành 9 điểm tối đa ở 3 trận vừa qua giúp nhà đương kim vô địch đã áp sát ngôi đầu bảng và tạo nên áp lực rất lớn lên Viettel. Ở vòng đấu vừa qua, Hà Nội vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số tối thiểu nhờ lối chơi rất hợp lý và điều đó cho thấy toàn bộ sức mạnh của đội bóng thủ đô vẫn chưa được tung ra mà họ sẽ chờ đợi thời điểm thích hợp. Trước mắt, Hà Nội cần đánh bại Bình Dương để củng cố vị trí và thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể hiện thực hóa được mục tiêu đó với lợi thế sân nhà. Cơ hội lọt vào top 3 của Bình Dương thành hay bại phụ thuộc rất lớn vào kết quả cuộc đối đầu với Hà Nội. Bởi nếu thất bại, khả năng tranh chấp của đội bóng đất thủ sẽ trở nên mong manh hơn khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu và họ sẽ phải cần tới may mắn mới có thể lọt vào vị trí có huy chương. Sẽ là không bất ngờ khi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn buộc phải chơi tất tay trong cuộc đối đầu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy và quyết tâm để không rơi vào cảnh trắng tay ra về. Nguyễn Văn Quyết, chân sút này vừa ghi bàn thắng quyết định giúp Hà Nội đánh bại Hà Tĩnh và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn đang là hy vọng lớn nhất trên hàng tấn công của Bình Dương sau khi đã lấy lại được phong độ sau thời gian bị chấn thương. Để thủng lưới 11 bàn và trắng tay ở 3 trận đầu tiên của giai đoạn 2, điều đó đủ cho thấy Hoàng Anh Gia Lai không đủ năng lực cạnh tranh một vị trí trong top 5 so với các đối thủ còn lại. Khi đội bóng phố núi không thể cải thiện được chất lượng hàng phòng ngự, điều đó đồng nghĩa với việc họ chưa thể hy vọng giành được kết quả khả quan hơn. Hơn ai hết, huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn hiểu rất rõ điều này, nhưng để tìm ra lời giải cho bài toán nói trên là điều không dễ dàng. Hoàng Anh Gia Lai có lẽ sẽ vẫn chỉ là một tập thể tiềm năng với những ngôi sao đình đám dưới phương diện cá nhân, chứ chưa thể là một đội bóng đủ sức cạnh tranh một vị trí ở top đầu. Sài Gòn tỏ ra hụt hơi ngay những trận đầu tiên ở chặng nước rút, song cơ hội cạnh tranh vẫn còn với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Ít nhất, họ chưa bị Viettel và Hà Nội bỏ lại quá xa. Khoảng cách điểm số hiện tại hoàn toàn có thể bị san bằng chỉ sau một trận đấu. Nếu muốn nhen nhóm trở lại hy vọng lên ngôi, Sài Gòn cần giành chọn 3 điểm từ tay Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu này. Và đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Sài Gòn vốn rất giỏi trong cách chơi phản công và họ cần phát huy tối đa sở trường của mình ở trận đấu tại phố núi. A Hoàng, hậu vệ này là người ghi bàn thắng danh dự cho Hoàng Anh Gia Lai ở chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả ở vòng trước. Pedro Paulo, tiền đạo người Brazil cho thấy sức ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi và nếu anh ghi bàn, Sài Gòn tràn đầy cơ hội giành chiến thắng.
không phải là một đội bóng đủ khả năng tranh chấp, nhưng Hà Tĩnh vẫn đang hoàn thành khá tốt vai trò của một kẻ ngáng đường khó chịu. Tân binh của V-League thường chơi rất tốt ở các trận đấu với đối thủ được đánh giá cao hơn, và đây là ưu điểm đáng khen ngợi với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Vòng đấu này, Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho mục đích cản bước Viettel, dù điểm số đối với họ thời điểm này không quá quan trọng. Thậm chí, khi chơi bóng với tâm lý thoải mái, Hà Tĩnh cũng trở nên hết sức đáng hờm. Viettel sẽ phải rất thận trọng nếu nhìn vào kết quả mà Hà Tĩnh giành được ở những trận đấu với các ứng viên vô địch. Đoàn quân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng được đánh giá cao hơn về lực lượng và phong độ. Dù vậy, Viettel đang phải chịu sức ép rất lớn trong vai trò của một ứng viên. Một cú bấp vào thời điểm hiện tại có thể khiến Viettel phải trả cái giá rất đắt, bởi tất cả các trận đấu khó khăn nhất với họ vẫn đang ở phía trước. Toan tính hợp lý và nỗ lực để giành trọn 3 điểm là nhiệm vụ Viettel buộc phải hoàn thành ở vòng đấu này. Đáng chú ý, do tình hình mưa bão ở miền Trung nên trận đấu này tổ chức tại sân Hà Nội, đây sẽ là lợi thế rất lớn cho đội bóng quân đội trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Bruno de Souza, sức mạnh của Hà Tĩnh tập trung rất nhiều ở khả năng săn bàn của chân sút người Brazil. Nguyễn Hoàng Đức, trong bối cảnh Bruno bị treo giò do thẻ phạt, Venancio để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương, chân sút này là niềm hy vọng rất lớn trên hàng công của Viettel.